xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp xuân tiếng đưa vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hồi nhau ngẩn ngơ. Đến bao giờ đón xuân mơ? Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp xuân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn nhau chờ nhau đến bên cầu năm xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp xuân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn đón xuân sang. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng. Trưởng ban tổ chức. Xin chân trọng
trân trọng chào mừng sự có mặt của các thầy cô giáo nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Về phía nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu công ty tổ chức sự kiện Hoàng Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn trường Nhật Pháp chuyên thời trang mẹ và bé, công ty thiết kế thời trang trẻ em Star Kids thành phố Vinh và trường Anh ngữ quốc tế Scotch English Australia chi nhánh Vinh, trung tâm sinh trắc vân tay trí tuệ Việt Nghệ An. Cùng đông đảo các cô bác phụ huynh và các bạn nhỏ, xin nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các cô bác và tất cả các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua liên hoan tìm kiếm model phong cách nhí 2019 đã được tổ chức và tham gia cùng gần 400 bạn nhỏ đang học tại các lớp nghệ thuật của nhà thiếu nhi. Ở vòng sơ khảo, các người mẫu nhí đã mang đến cho liên hoan những phần trình diễn vô cùng đặc sắc và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt các quý vị khán giả. Chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những phần trình diễn của 34 thí sinh nhỏ xuất sắc nhất của liên hoan ở vòng chung kết. Hy vọng các bạn sẽ thể hiện những phong cách biểu diễn độc đáo, cá tính và chuyên nghiệp để giành được những phần thưởng ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Không thể thiếu trong mỗi cuộc thi, đó chính là những thành viên của ban giám khảo và ban thư ký. Về phía ban giám khảo, chúng ta hãy cùng chào đón cô Mỹ Duyên, Hoa hậu Tài năng 2018, trưởng ban giám khảo. Chúng ta hãy cùng chào đón cô Phan Thị Liên, giám đốc công ty thời trang thiết kế trẻ em Star Kids, thành phố Vinh. Chúng ta hãy cùng chào đón cô Nguyễn Thị Cẩm Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trường Nhật Pháp, cho thời trang mẹ và bé Vân Dinh Dinh. Về phía thành viên tổ thư ký, xin trân trọng giới thiệu cô Hồ Thị Vi Phương, cán bộ nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, và cô Đậu Thị Thủy, cán bộ nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Em xin được kính chúc các ban giám khảo, ban thư ký làm việc công bằng, khách quan để chọn lựa được những gương mặt xuất sắc nhất của vòng chung kết liên hoan tìm kiếm model phong cách sáng tạo nhí 2019. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón phần trình diễn trang phục cá tính của thí sinh đầu tiên. Xin giới thiệu thí sinh mang số báo danh 01, Nguyễn Thị Bảo Trâm, chuẩn bị. Số báo danh 01 là bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm. Nguyễn Thị Bảo Trâm mang số báo danh 01, 6 tuổi, bạn ấy rất thích vẽ, đi dã ngoại cùng gia đình. Bảo Trâm luôn nỗ lực phấn đấu để tiếp tục phát huy niềm đam mê của mình. Ngoài ra, bạn ấy còn học rất giỏi, luôn dẫn đầu thành tích của lớp. Ước mơ sau này của Bảo Trâm là trở thành một cô giáo dạy toán trong tương lai. Số báo danh thứ hai là bạn Nguyễn Tài Thục Anh. Bạn ấy năm nay 6 tuổi. Bạn ấy rất thích đi shopping và đi du lịch cùng với gia đình. Ước mơ sau này được trở thành một MC và người mẫu chuyên nghiệp, dẫn dắt ăn nhập với thần thái lạnh lùng, phong cách diễn tự tin, trang phục cá tính đã đem lại cảm giác mạnh mẽ, đầy sức sống đối với cô bé Thục Anh. Quý vị có thấy người mẫu nhí của chúng ta thật nổi bật trong sân khấu của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Nếu có, quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng một nhà dòng mẫu nổi tiếng. Các bạn nhỏ Ngân Hà vừa xinh xắn, đáng yêu, hát hay, vừa dẻo. Đặc biệt, bạn ấy còn học rất giỏi nữa đấy. Chúng mình xin được bảo lý với mọi người rằng là Ngân
mẹ nấu, thế đồ ôm mẹ ngủ. Sở hữu thân hình khá chuẩn và khuôn mặt làn da tràn hồng, nụ cười sâu ngay luôn khiến Ngọc Hoàng trông thật nổi bật. Ngọc Hoàng là một cô bé đa tài, hết sức hay và rất dẻo. Bạn ấy đã tham gia rất nhiều vô số những show lớn của nhà văn hóa thiếu nhi huyện Đức. Ước mơ sau này của bạn ấy là trở thành một cô giáo dạy thanh nhạc. Mặc dù mới 5 tuổi thôi mà nhưng Ngọc Hoàng có khả năng kết quốc chuyên nghiệp, rất tự tin trên sải trần sân khấu. Chạm bị tin chắc rằng với tài năng của mình nên Ngọc Hoàng sẽ có cơ hội tiến xa hơn trên những trận kết quốc chuyên nghiệp. Nam của bóng xanh 06 là bạn Hoàng Phương Chi, năm nay 4 tuổi, có sở thích là học múa nhảy. Ước mơ sau này là liên lạc cô giáo dạy các em ở vùng sâu vùng xa. Các bạn còn khó khăn
trong tương lai. Trở thành một ngôi sao trong ngành nghệ thuật. Bùi Thị Phương
cô bạn Lên Lời trưởng gương mẫu luôn nâng nổ trong các hoạt động phong trào của trường đại học Lên Lời. 4 năm liền bạn ấy luôn là học sinh tiêu biểu của trường. Buổi thi phong trào của chúng ta đã tham gia và gặp mái rất nhiều giải cao từ các cuộc thi sân khấu thành phố, đạt giải nhì cuộc thi Aerobic, giải nhì, giải nhì kim tuyến tài năng toàn quốc, là tài năng và đội viên xuất sắc của nhà đầu nhi Viện Đức. Và ngày hôm nay trên sàn kết thúc, chúng ta có thể thấy bạn Bùi Thị Vắng Trang rất bản lĩnh phong cách với những bước đi đầy nội lực. Mang của bóng danh 22 là bạn Trần Tùng Lý, năm nay 9 tuổi, thích đọc sách, tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người khuyết tật, học múa và đi du lịch. Ước mơ được trở thành giáo viên và hướng dẫn viên biên dịch để làm câu nối cho văn hóa ngôn ngữ, cho các bạn bè từng vùng miền trên thế giới được hiểu và gần gũi nhau hơn, góp chút nhỏ để xây dựng cho đất nước ngày càng phồn vinh hơn. Mang sổ bóng danh 23 là bạn Nguyễn Bảo Khanh. Nguyễn Bảo Khanh năm nay 9 tuổi, bạn này rất đi du lịch và đọc sách, bơi lội. Ước mơ sau này được trở thành một MC nổi tiếng. Tiếng Anh và toán là môn học mà bạn ấy rất yêu thích. Quý vị có thể thấy bạn Nguyễn Bảo Khanh của chúng ta rất đẹp và lộng lẫy trong bộ trang phục cá tính màu đen và trắng. Trà My cũng xin được chia sẻ với mọi người rằng là Nguyễn Bảo Khanh của chúng ta có năm liền bạn ấy là học sinh giỏi và luôn được bạn bè, thầy cô, các bạn quan tâm, yêu mến. Mang sổ bóng danh 24 là bạn Trần Thị Khánh Vi, năm nay bạn ấy 9 tuổi, bạn ấy thích đi du lịch, ước mơ được trở thành người mẫu nổi tiếng. Mỹ thuật, âm nhạc, toán là môn học mà bạn ấy rất yêu thích. Tiếp theo là hai anh chàng hot boy Nguyễn Gia Bảo và
của bọn Dạnh 29. Bạn ấy năm nay 11 tuổi. Bạn ấy thích xem phim, đi du lịch, bóng rổ. Bạn ấy học giỏi môn văn, môn địa lý, ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Mặc trên mình một bộ trang phục đầy cá tính và mạnh mẽ. Giành điệu, cậu bé ra vào, sớm bộ lọc, vu thể trang, thừa hưởng thử mẹ. Sự kết hợp hài hòa và độc đáo phong cách thời trang tỉnh hành đã làm nổi bật trên sân khấu một hot boy điển trai và đa tài. Của bóng xanh 30 là bạn Trần Trí Luân, năm nay bạn ấy 9 tuổi, thích xem phim, xem giới sử, bóng đá, yêu nghệ thuật, hát, nhảy và làm MC. Ông cô được trở thành một ca sĩ nổi tiếng được biểu diễn trên những sân khấu lớn để phục vụ nhiều người. Và khi công việc thành đạt, có tiền để Trí Luân được chia sẻ, giúp đỡ những người bị chất độc da cam, trẻ em mồ côi và tàn tật. Số bản danh 31, bạn ấy năm nay 12 tuổi. Bạn ấy yêu thích bộ môn nghệ thuật và múa, ước mơ aerobic ngoài các bộ môn nghệ thuật. Bạn ấy còn là một học sinh giỏi nhất khối môn văn. Năm vừa qua, bạn ấy đạt học sinh giỏi môn văn. Ước mơ sau này được trở thành một nhà tổ mẫu chuyên nghiệp, được giao lưu học hỏi cùng các bạn bè bốn phương. Quý vị có thể thấy bạn Hồ Tiểu Ngọc của chúng ta giống như là một mẫu ảnh chuyên nghiệp, cùng với đôi giày và bộ đồ màu đen rất đẹp, với một vóc dáng thanh mảnh và cao ráo, đúng không quý vị? Bạn số bóng danh 32 là bạn Hồ Yến Ngọc. Hồ Yến Ngọc năm nay 12 tuổi. Bạn ấy yêu thích các bộ môn nghệ thuật múa, nhảy, aerobic. Ngoài các bộ môn nghệ thuật ra, bạn ấy còn là một học sinh giỏi nhất khối môn toán. Năm vừa qua, bạn ấy đã học sinh giỏi môn toán. Ước mơ sau này được trở thành một ngôi sao sáng trong ngành nghệ thuật, được mọi người yêu mến. Và chắc chắn rồi, mọi người sẽ rất yêu mến bạn Hồ Yến Ngọc. Và cái tên Hồ Yến Ngọc không lâu nữa sẽ được ghi nhớ mãi trong mắt của mọi người, đúng không quý vị? Báo danh 33 là bạn Nguyễn Thanh Huyền. Năm nay bạn ấy 13 tuổi, thích xem phim, thích đi du lịch, nhảy múa và yêu cá. Ước mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Các bạn
Vậy là 34 thí sinh đã trình diễn xong tí trang phục cá tính của mình. Đó quả là những phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời, phải không ạ? Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn những người mẫu nhí đáng yêu của chúng ta. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn váy công chúa của 33 thí sinh. Xin mời phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Bảo Trâm mang số báo danh 01. Nguyễn Thị Bảo Trâm năm nay 6 tuổi. Bạn ấy thích vẽ, đi ra ngoại cùng với gia đình. Bạn ấy thích sở hữu một thân hình cá chuẩn. Bảo Trâm luôn luôn nỗ lực phấn đấu để tiếp tục phát huy niềm đam mê của mình. Ngoài ra, bạn ấy còn học rất giỏi, luôn dẫn đầu thành tích của lớp. Ước mơ của Bảo Trâm là trở thành một cô giáo dạy trong tương lai. Cô tiểu thư Nguyễn Thị Bảo Trâm là một cô công chúa luôn luôn được mọi người yêu quý bởi nét đáng yêu và tính cách của cô rất hiền hòa và vui vẻ. Thích ăn những món mẹ nấu, thích được ôm mẹ ngủ,
sở hữu khuôn mặt và làn da trắng hồng, nụ cười ngây ngây nên khiến Ngọc Hằng luôn nổi bật. Ngọc Hằng là một cô bé đa tài, hát rất hay, múa rất dẻo. Bạn ấy đã tham gia vô số cuộc show lớn của nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Ước mơ sau này của bạn ấy là được trở thành một cô giáo dạy thanh nhạc. Mặc dù mấy năm tuổi thơ quý vị ạ, mà chúc Ngọc Hằng có khả năng kết quốc và đi người mẫu rất chuyên nghiệp, luôn tự tin trên sải bước của mình. Trà My thì chắc rằng với tài năng và mộng vãi mà Lê Ngọc Hằng đang mở, thì bạn ấy sẽ luôn có cơ hội tiến xa hơn trên nhiều sàn chuyên nghiệp. Với một vài công màu xanh rất đẹp, bạn Ngọc Hằng giống như là một cô công đang đứng trên sàn kết quốc của chúng ta ngày hôm nay. Và cô công chúa nhỏ đang mặc bộ váy công đây không lâu nữa sẽ được in mãi trong mắt của mọi người, đúng không quý vị? Mà số báo danh 06 là bạn Hoàng Phương Chi, năm nay 4 tuổi, có sở thích lao của này. Ước mơ được sau này lớn lên làm cô giáo dạy các em vùng sâu vùng xa, các bạn còn khó khăn. Sở thích là múa, người mẫu, thích ăn gà rán cá xê, thích đi du lịch và shopping. Ước mơ được trở thành một cô giáo trong tương lai. Cô bé xinh xắn và đáng yêu, ước mơ sau này của bạn ấy là trở thành MC truyền hình nổi tiếng. Mang số báo danh 11 là
uống trà sữa, ước mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng. Trong tương lai, chúng ta hãy cùng vỗ tay một tràng vỗ tay thật giòn giã nữa để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Phương Nga. Bước ra sân khấu là bạn mà sẽ vào danh 13, Lê Thu Huyền. Lê Thu Huyền năm nay 8 tuổi, bạn ấy thích đi mua sắm cùng mẹ và xem những chương trình ca sĩ nổi tiếng nữa. Thích cả hát và nhảy múa. Ước mơ sau này được trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Bạn ấy thích hát,
trở thành một cô giáo. Bảo Anh trông thật là nhỏ nhắn và xinh xắn, đáng yêu đúng không quý vị? Với bộ trang phục màu xanh rất đẹp. Những bước đi thường trẻ sẽ tôn lên vẻ đẹp của cô người mẫu nhí 6 tuổi. Mang sổ báo danh. Phồn vinh hơn.
I'm in love with the shape of your slow hands moving despacito. Come on and strip that down for me. No, I don't wanna live forever. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với số báo danh 23, Nguyễn Bảo Khanh. Bảo Khanh năm nay 9 tuổi, bạn ấy rất đi du lịch. Ước mơ được trở thành một MC nổi tiếng. Tiếng Anh và Toán là môn học mà bạn ấy rất yêu thích. Nguyễn Bảo Khanh của chúng ta giống như là một cô người mẫu chuyên nghiệp đang trình diễn một bộ váy dạ hội màu đỏ rất đẹp, đúng không quý vị? Bảo Khanh đang đội một phương biện màu trắng trông như là một cô công chúa nhỏ đang đứng trên sân kết quốc của chúng ta ngày hôm nay. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cổ vũ cho bạn Nguyễn Bảo Khanh. Số báo danh 24 là bạn Trần Thị Khánh Vy, năm nay 9 tuổi, sở thích là đi du lịch và ước mơ được trở thành một người mẫu nổi tiếng. Mỹ thuật, âm nhạc, toán là môn học bạn ấy rất yêu thích. Tiếp theo là anh chào hơn bò
có danh 29, Nguyễn Gia Bảo. Gia Bảo năm nay 11 tuổi, mà lại thích xem phim, đi du lịch, bóng sổ. Mà đấy học rất giỏi vân vân, môn địa lý, ước mơ được trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Khoác trên mình một bộ trang phục vest đầy mạnh mẽ và sành điệu, cậu bé Gia Bảo sớm bộc lộ khu thể trang thừa hưởng từ mẹ. Sự kết hợp hài hòa và thể trang tuyệt hành đã làm nổi bật trên sân khấu một anh chàng hot boy điển trai và đa tài. Mang số báo danh 30 là bạn Trôn Trần Sĩ Luân, năm nay 9 tuổi, thích xem phim, xem thời sự, bóng đá, yêu nghệ thuật, hát, nhảy và làm MC. Ước mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng được lưu diễn trên những sân khấu lớn để phục vụ nhiều người. Và khi công việc thành đạt sẽ có tiền, Sĩ Luân sẽ được chia sẻ, giúp đỡ những người bị chất độc da cam, trẻ em mồ côi và tàn tật. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hai bạn Yến Ngọc và Tiểu Ngọc với bộ trang phục mang sắc xuân. Bạn Hồ Tiểu Ngọc mặc số báo danh 31, năm nay 12 tuổi. Bạn ấy yêu thích các bộ môn nghệ thuật múa, nhảy, aerobic. Ngoài các bộ môn nghệ thuật ra, bạn ấy còn là một học sinh giỏi nhất khối môn văn. Năm vừa qua, bạn ấy đã nạn học sinh giỏi môn văn nhất khối. Ước mơ được trở thành một nhà tầm mẫu nổi tiếng là bạn ước mơ của bạn Hồ Tiểu Ngọc. Cô người mẫu Hồ Tiểu Ngọc của chúng ta đã rất trưởng thành với bộ váy xã hội màu đỏ sắc xuân rất đẹp đúng không quý vị? Với trang phục sắc xuân, Hồ Tiến Ngọc mặc số báo danh 32. Bạn ấy năm nay 12 tuổi, bạn ấy yêu thích các bộ môn nghệ thuật múa, nhảy, aerobic. Ngoài các bộ môn nghệ thuật, bạn ấy còn là một học sinh giỏi nhất khối môn toán. Nhưng vừa qua, bạn ấy là học sinh giỏi môn toán, ước mơ được trở thành một ngôi sao sáng trong ngành nghệ thuật, được mọi người yêu mến. Vâng, quý vị có thể thấy hai chị em sinh đời Hồ Tiểu Ngọc và Hồ Yến Ngọc giống như là một hai con người mẫu chuyên nghiệp và đã trưởng thành với bộ váy sắc xuân màu đỏ. Quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng lại những vẻ đẹp của hai chị em Hồ Tiểu Ngọc và Hồ Yến Ngọc với bộ váy này đi ạ. Mang số báo danh 33 là bạn Nguyễn Thanh Huyền, năm nay 13 tuổi, thích xem phim, thích đi du lịch, nhảy múa và yêu cá hát. Ước mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Trần Thị Thanh Lương năm nay 13 tuổi, bạn ấy rất thích được đi du lịch cùng gia đình, thích ca hát và nhảy múa, thích được học MC. Ước mơ sau này được trở thành một cô giáo dạy múa nổi tiếng giống như cô giáo Vũ Thu Hương, sở hữu một body chuẩn, vóc dáng thanh mảnh, cao ráo. Cô bé Thanh Lương được cho là hội tụ nhiều yếu tố của một người mẫu sáng giá trong tương lai. Vâng, Thanh Lương của chúng ta rất đa tài, bạn ấy rất thích múa và múa rất dẻo, hát rất hay, có khả năng làm MC. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để tiếp thêm động lực cho cô bé Trần Thị Thanh Hương để thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai. Sau đây chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những vẻ đẹp của các thí sinh trong vòng chung kết Liên đoàn tìm kiếm model phong cách sáng tạo nhí 2019. Với những trang phục dạ hội
lộng lẫy và những bộ vest đầy sáng tạo và phong cách. Thật ấn tượng phải không các bạn? Vậy là 33 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong cả hai phần thi của mình trên sân khấu ngày hôm nay. Để có được những phần thi trình diễn đặc sắc này, các bạn đã phải tập luyện và rất vất vả đấy các bạn ạ. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng các bạn thí sinh của chúng ta đây nào. Giao lưu hôm nay là tiết mục biểu diễn của 33 thí sinh với bài hát Happy New Year. Xin mời các bạn cùng bước lên sân khấu. Who can say what's we find, what I wanted?
Gia Kiện xin được chúc các bạn sẽ tỏa sáng hơn nữa trong năm 2019. Và bây giờ xin mời cô Nguyễn Thị Thục Anh bước lên sân khấu để công bố kết quả vòng chung kết liên hoan tìm kiếm mùa đầu phong cách nhí 2019. Xin trân trọng kính mời cô. Có lẽ bây giờ là một giây phút vô cùng hồi hộp với tất cả chúng ta, các thầy cô giáo, các ông bà bố mẹ và đặc biệt là các thí sinh của chúng ta trên sân khấu ngày hôm nay. Và sau đây cô Thục Anh xin được thay mặt ban tổ chức của cuộc thi tìm kiếm model phong cách nhí 2019 của Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức được công bố giải thưởng cho tất cả các con. Và trước khi đến với phần công bố giải thưởng thì cô Thục Anh cũng xin nhắc lại một chút về cơ cấu giải thưởng của cuộc thi ngày hôm nay. Trong số 33 thí sinh tham gia vòng chung kết tìm kiếm model phong cách nhí 2019, theo quy chế của giải thưởng thì cơ cấu giải của chúng ta sẽ xếp thành hai độ tuổi. Độ tuổi dành cho các thí sinh lớn từ 9 tuổi trở lên và độ tuổi dành cho các thí sinh bé từ 8 tuổi trở xuống. Và theo cơ cấu giải thì chúng ta sẽ có 2 giải nhất dành cho 2 độ tuổi, 4 giải nhì dành cho 2 độ tuổi, 6 giải ba dành cho 2 độ tuổi và 21 giải triển vọng dành cho 2 độ tuổi. Và lúc này thì trên tay cô Thục Anh đã có giải thưởng của cuộc thi ngày hôm nay. Trước khi đến với công bố giải thưởng, chúng ta một lần nữa hãy dành cho các bé một tràng vỗ tay để cảm ơn những phần trình diễn và nỗ lực của các bé trong thời gian qua. Trước khi đến với những giải thưởng chính của cuộc thi, chúng ta sẽ đến với giải thưởng phụ. Chúng ta sẽ đến với phần trao thưởng giải ấn tượng cho một thí sinh có phần trình diễn ấn tượng và đạt được sự yêu mến của quý vị khán giả. Và nhà tài trợ cho giải thưởng này đó chính là nhà tài trợ Hoa Vĩ. Và thí sinh giành giải thưởng ấn tượng sẽ giành được 500.000 đồng từ nhà tài trợ. Và chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đã giành giải ấn tượng của cuộc thi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng em Nguyễn Gia Bảo, số báo danh 29. Xin mời em cùng bước lên phía trước. Vâng, chúng tôi xin được mời nhà tài trợ Hoa Vĩ lên trao giải ấn tượng cho thí sinh Nguyễn Gia Bảo. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, và chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Lê Xuân Hòa sẽ đại diện cho nhà tài trợ Hoa Vĩ trao phần thưởng 500.000 đồng cho thí sinh giành giải ấn tượng Nguyễn Gia Bảo, số danh 29. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Xuân Hòa, xin cảm ơn nhà tài trợ Hoa Vĩ và xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Gia Bảo. Xin vé về vị trí của mình. Và sau đây chúng tôi xin được mời những bạn có tên sau cùng bước lên phía trước. Xin được chúc mừng và mời em Nguyễn Thị Bảo Trâm, số báo danh 01. Xin được chúc mừng và mời em Hoàng Phương Chi, số báo danh 06. Xin được chúc mừng và mời em Mai Thiên Ân, số báo danh 07. Xin được chúc mừng và mời em Lê Song Thư, số báo danh 08. Xin mời em Hoàng Nguyễn Hà Vi, số báo danh 09. Xin mời em Phan Thị Vân Nhung, số báo danh 10. Xin mời em Nguyễn Ánh Nhi, số báo danh 11. Xin mời em Lê Thu Huyền, số báo danh 13. Xin mời em Nguyễn Minh Tuyền, số báo danh 14. Xin mời em Phạm Ngọc Bảo Trâm, số báo danh 15. Xin mời em Đào Bảo Anh, số báo danh 18. Xin mời em Nguyễn Thị Phương Linh, số báo danh 19. Xin mời em Trần Thử Mỹ, số báo danh 22. Xin mời em Nguyễn Bảo Khanh, số báo danh 23. Xin mời em Trần Thị Khánh Vi, số báo danh 24. Xin mời em Cao Thiên Lâm, số báo danh 25. Xin mời em Tống Tuệ Như, số báo danh 27. Xin mời em Lê Thảo Nhi, số báo danh 28. Xin mời em Nguyễn Gia Bảo, số báo danh 29. Xin mời em Trần Sĩ Luân, số báo danh 30. Xin mời em Nguyễn Thanh Huyền, số báo danh 33. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các con được không ạ? Cô Thục Anh xin vui mừng được công bố đây là 21 bạn thí sinh đã giành giải triển vọng cho liên hoan lần này. Xin chúc mừng tất cả các con. Và xin được trân trọng kính mời cô Hoàng Thị Hải Yến, Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức
cô Vũ Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, chị Lê Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố và nhà tài trợ sẽ lên trao giải triển vọng cho tất cả các con. Chúng ta đã vô cùng cố gắng và nỗ lực để nhằm thể hiện hết mình trên sân khấu, mang đến những phần trình diễn ấn tượng cho các quý vị khán giả, cho các ông bà bố mẹ của chúng ta trên sân khấu này. Và cô Thục Anh cũng thay mặt cho ban tổ chức xin lời chúc cho tất cả các con sang năm mới thật mạnh khỏe và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu của Nhà Thiếu nhi Việt Đức, cũng như ở tất cả các sân khấu mà các con được thể hiện. Và đây là một sân chơi vô cùng bổ ích, cũng góp phần rèn luyện cho sự tự tin, năng động và thể hiện cá tính của tất cả các con. Sau một chút. Bye.
Một lần nữa xin cảm ơn các nhà tài trợ, xin cảm ơn cô Hoàng Thị Hà Yến, chị Lê Phương, cô Vũ Thị Thu Hương và chúc mừng tất cả các con. Một lần nữa cô Thu Anh xin mời các con chúng ta cùng lùi về phía sau một chút. Để tí nữa chúng ta sẽ có rất nhiều những bức ảnh kỷ niệm thật là đẹp để là nhớ về ngày hôm nay nhé. Vâng, xin được mời các cô nán lại sân khấu để tiếp tục đến với phần trao thưởng tiếp theo. Và sau đây cô Thủ Anh xin mời các bạn có tên sau cùng bước lên phía trước. Cô Thủ Anh xin được chúc mừng và mời bạn Nguyễn Tài Thục Anh, số báo danh 02. Xin được chúc mừng và mời bạn Nguyễn Thị Ngân Hà, số báo danh 03. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Phương Nga, số báo danh 12. Xin được chúc mừng bạn Lê Trần Kim Chi, số báo danh 26. Xin được chúc mừng bạn Hồ Yến Ngọc, số báo danh 32. Xin chúc mừng bạn Trần Thị Thanh Lương, số báo danh 34. Vâng, chúng ta đã được gặp gỡ và chứng kiến những bộ váy vô cùng lộng lẫy trên gương mặt tươi vui của 6 thí sinh tiếp theo. Và xin được công bố đây là 6 thí sinh đạt giải 3 của cuộc thi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các con. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời Hoa hậu Mỹ Duyên, trưởng ban giám khảo sẽ lên trao giải 3 cùng với cô Phú Thị Thu Hương, phó giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức cũng lên trao giải 3 cho tất cả các con. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Và xin mời các nhà tài trợ sẽ tiếp tục có những phần quà dành cho các con. Số báo danh 05 Lê Ngọc Hằng. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 16 Đinh Cao Linh Đan. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 21 Bùi Thị Phương Trang. Xin chúc mừng và mời lên phía trước bạn thí sinh mang số báo danh 31 Hồ Tiểu Ngọc. Chúng ta dành một tràng vỗ tay dành cho các con được không ạ? Vâng, và đây chính là những thí sinh đã đạt giải nhì của cuộc thi ngày hôm nay. Xin được mời chị Lê Phương, phó chủ tịch hội đồng đội thành phố, và cô Vũ Thị Thu Hương, phó giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức cùng các nhà tài trợ sẽ tặng quà cho các con đạt giải nhì của cuộc thi ngày hôm nay. Thank you.
xin cảm ơn các nhà tài trợ và chúc mừng các con đã đạt giải nhì của cuộc thi ngày hôm nay. Và có lẽ chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho hai thí sinh đạt giải tốt nhất, đạt giải cao nhất, đạt giải xuất sắc nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng và mời lên phía trước thí sinh mang số báo danh 04 Trần Ngọc Bảo Uyên. Xin chúc mừng và mời lên phía trước thí sinh mang số báo danh 20 Bạch Khánh Linh. Xin được vui mừng công bố đây là hai thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các con và xin được giới thiệu và kính mời cô Hoàng Thị Hải Yến, Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, chị Lê Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố và nhà tài trợ cùng bước lên sân khấu để trao giải nhất cho hai thí sinh xuất sắc nhất của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Một triệu đồng và chúng tôi xin được kính mời nhạc sĩ Lê Xuân Hòa sẽ đại diện cho Việt Kiều Cộng Hòa Séc sẽ tặng giải thưởng cho hai bạn xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, đây chỉ là những phần quà, những hội động viên vô cùng to lớn để cho các con cố gắng nỗ lực hơn trong bước đường chinh phục và thực hiện ước mơ của mình trong tương lai. Xin cảm ơn nhạc sĩ Xuân Hòa cũng như cảm ơn tất cả sự đồng hành, ủng hộ của quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay cho tất cả 33 thí sinh của chúng ta được không ạ? Đến giờ phút này, chúng tôi xin được tuyên bố liên hoan tìm kiếm model phong cách nhí 2019 và gala nghệ thuật thiếu nhi với mùa xuân của nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức năm 2019 chính thức được khép lại.